cái sắt Welco US68 điện tử LED của Hàn Quốc. Đây là một mẫu két siêu cường chống đục phá. Két sắt có khối lượng là 190 kg và làm bằng cái thép đúc nguyên tấm, và cái cánh két là dày 12 ly, còn thân két là dày 3 ly, nặng là 190 cân, có kích thước là cao 68 và rộng 50 và sâu 50, bao gồm một bộ khóa chìa bằng khóa điện tử LED của Hàn Quốc, một tay cầm ba chạc. Bạn chỉ cần ấn Start này, mã 1234 này, và Enter này, Open này, thì có thể xoay tay cầm để mở két. Nội thất két sắt thì chia làm 3 ngăn để được giấy tờ, rồi là bìa sơ mi. Đấy, có ngăn kéo có khóa riêng và một đường di động. Hẹp cửa là hẹp tam cấp, và các cái chốt khóa thì được làm bằng inox 4 chiều. Đây, sẽ quay xa ra. Đấy, có thể chống trộm, cậy phá, chống cắt được. Cái chốt này có thể xoay này, cho nên là nó chống trộm rất là tốt. Đấy, thì đây là cái cánh và thép là dày 12 ly chống khoan phá. Đó, cái bảng khóa thì là Made in Korea, rất là xịn. Đấy, rất là nhẹ luôn. Siêu đẹp. Cái này rất là phù hợp để trong phòng căn hộ hoặc là để gia đình và công ty đều được, rất là an toàn và bảo mật.